Khi khủng hoảng hôn nhân, đây là 10 cách làm tai hại nhưng lại rất phổ biến mà bạn cần biết để tránh. Cứ mỗi khi gặp bạn nào đến tư vấn ở Hồi Sinh Hạnh Phúc mà than thở rằng là em buồn phiền lắm, em bế tắc lắm hay em đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn vậy à chị ơi, thì tôi hỏi chuyện một hồi là lại lòi ra là các bạn đã từng dính vô các lỗi sai y như nhau. Hoàn cảnh có khác nhau, mức độ hay nguyên nhân khủng hoảng có khác nhau, đặc điểm tính cách có khác nhau, nhưng cái cách mà mọi người cứ loay hoay khi gặp những cái chuyện không vừa ý trong hôn nhân là rất giống nhau. Mà rất tiếc là những cách như vậy á, đa phần nó không đem lại kết quả tốt hơn cho các bạn, hay có khi nó còn đẩy mọi chuyện đến cái kết cục tệ hơn không mong muốn. Nhưng khổ một cái là những kiểu làm này nó lại rất rất phổ biến mới chết chứ, bởi nó đến từ những cái phản ứng tâm lý của con người rất đặc trưng, giới nào thì hành xử theo kiểu của giới đó, mà giới còn lại thì đa phần là do không đủ kiến thức tâm lý hôn nhân để hiểu là tại sao giới kia hành xử kiểu như vậy đâu. Thế là cứ từ cái hệ suy nghĩ, cái cách tư duy của giới mình mà suy diễn nó lệch đi, rồi làm cho mọi chuyện nó lại đi xa hơn cái nguồn gốc ban đầu của khủng hoảng. Và đó là lý do của những thất vọng, mất lòng tin, cho rằng hôn nhân là bế tắc, là không sửa được, rồi là chia tay, ly hôn, ly dị xảy ra. Giống như các podcast khác ở kênh Lina này thì tôi với những cái phân tích của mình sẽ giúp các bạn độc giả của tôi, những người đang có những băn khoăn trăn trở về chuyện hôn nhân, có được những cái góc nhìn thiết thực và xác đáng nhất về những gì đã và đang xảy ra trong cuộc sống hôn nhân của họ, để họ có được cái sự lựa chọn hành xử phù hợp và mang lại cái kết quả tốt hơn. Podcast này cũng nhằm mục đích như vậy. Trong nội dung của bài này thì tôi sẽ tổng hợp lại 10 cách làm rất phổ biến mà nhiều người hay mắc phải. Những cách này thường không đem lại kết quả tốt cho những người thực hiện, mà thậm chí còn mang cho đẩy mọi chuyện đến cái cấp độ khủng hoảng cao hơn. Thì nếu bạn đang ở giữa một khủng hoảng hôn nhân thì bạn nhớ nghe cho trọn nội dung của podcast này nhé. Sẽ giúp ích cho bạn nhiều đấy. Hạn chế được cái sai đã là có được 50% của thành công rồi. Nào, cùng nghe nhé. Tôi sẽ đi lần lượt 10 cách tư duy và hành xử tương ứng này ha. Cách đầu tiên đó là cho rằng bên kia là người sai rồi thụ động ngồi đó trông đợi người kia thay đổi. Nếu bạn nào mà có con nhỏ thì sẽ biết là cái giai đoạn mà trẻ con từ ở cái độ tuổi lên 3 lên 4 á, thì các bé mà gặp chuyện gì thì cũng lúc nào cũng luôn mồm hỏi bố hỏi mẹ là tại sao lại như thế, tại sao lại như thế. Và người ta thường hay đùa rằng là cô bé tại sao hay là cậu bé tại sao, nó là như vậy đó. Thì các bạn kết hôn ở cái giai đoạn 3-5 năm cũng chính là các cô bé tại sao với các cậu bé tại sao này nè. Mọi khủng hoảng hôn nhân đều đến từ chuyện không hiểu tại sao người kia lại hành xử như thế với mình. Tại sao anh giờ không giống như hồi xưa nữa? Tại sao anh bỏ lơ em? Tại sao cô ta giờ mở miệng ra là nói chuyện tiền tiền, không còn ngọt ngào như trước nữa? Tại sao anh ta mê game hơn mê vợ? Tại sao ảnh thấy em như vậy mà ảnh không giúp? Thì đáng ra ảnh phải đưa tiền về cho em chứ. Rồi tại sao chuyện tôi cho bạn mượn tiền thôi mà cổ làm thấy ghê ha? Hay là tại sao anh ta đưa tiền về cho nhà anh ta mà không nói với mình? Có phải bởi vì hết yêu không? Không còn tôn trọng không? Coi vợ không ra gì không? Hay là coi bạn quan trọng hơn gia đình hay không gì đó? Thì đó, nó cả loạt kiểu như thế ha. Cứ không hiểu tại sao người kia hành xử như thế với mình, rồi dằn vặt, rồi đau khổ, rồi thắc mắc, rồi thất vọng, và kết luận rằng là người kia sai rồi, họ phải sửa họ lại đi thôi. Họ mà không sửa thì coi như là hôn nhân này bế tắc rồi, là không sống được rồi, là phải bỏ nhau thôi. Đây là cái lý do tại sao cái đoạn hậu trăng mật dưới 1 năm hay là cái giai đoạn hôn nhân 3 đến 5 năm, nó là cái cột mốc chứng kiến cái tỷ lệ gãy đổ của các cặp đôi nhiều nhất. Có nhiều người thì có nhiều ràng buộc con cái bận rộn ở giai đoạn này thì cũng ráng kéo hôn nhân qua được cái đoạn đó. Tuy nhiên là do họ vẫn không hiểu chuyện của mình bị cái gì, nên họ vẫn tư duy cái cách kiểu là tại sao, theo cái kiểu cô bé tại sao với cậu bé tại sao như thế. Nên hôn nhân chỉ có thể kéo dài ra thêm trong cái sự thất vọng và bế tắc dài hạn, chứ không thể nào có sự thay đổi gì khác lên được. Về vấn đề này thì tôi đã có phân tích khá kỹ trong 2 bài podcast của chủ đề Những sai lầm khiến hôn nhân bế tắc, đã có đăng từ rất sớm trong danh sách phát ly hôn hay nắm giữ của kênh Lina này rồi. Bạn nào đang mắc vô cái cách tư duy và hành xử này thì bạn nên nghe lại 2 bài đó cho rõ hơn ha. Ở đây thì tôi chỉ điểm qua lại vậy để các bạn dễ nhận diện mà tránh thôi. Nên nhớ là đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Cứ thụ động ngồi đợi bên kia như vậy thì không bao giờ có kết quả gì khác hơn cái mà bạn đang phải đối mặt hiện nay đâu nhé.
Rồi cái cách thứ hai thì là tích cực hơn, cách một bạn không còn ở cái trạng thái tự thắc mắc và không có thụ động nữa, mà lúc này sẽ hăng hái ra sức huấn luyện người kia để họ biết mà họ sửa. Cách các bạn sẽ làm là gì? Đó là nhẹ thì vòng vòng so sánh, nói móc nói máy, tiến lên chút thì đòi hỏi, ra lệnh yêu cầu, thấy không xin bắt đầu giảng đạo, nói lý lẽ. Thật ra cái lỗi này nó là lỗi giao tiếp rất là nặng, mà các bà, các chị, các em thì tôi cũng đến lạy luôn ha. Bởi bạn nào đến tìm gặp thì cũng bảo là em nói nặng, nói ngọt, nói ngọt, nói nhẹ, nói nặng gì đó đủ hết rồi chị, mà sao ổng vẫn vậy. Hỏi thử em nói gì thì các bạn đưa cho tôi cái màn hình tin nhắn mà bạn gửi cho chồng, trời ơi các tin nhắn dài dòng dọc luôn. Các cô hiền hiền chút thì nhắc từ chuyện tình xưa nghĩa cũ, nhắc nhở trách nhiệm làm cha, làm chồng gì đó, làm con gì đó, anh phải thế này thế kia, làm gương cho con, rồi anh làm gì bố mẹ buồn lòng gì tùm lum hết. Xong mà không thấy ổng phản hồi thì sẽ là em thất vọng vì anh như thế, tại sao anh như thế, anh có biết mình đánh mất gì không hả? Mấy cô mà điên lên chút thì chửi ha, anh làm vậy mà anh coi được hả, rồi anh có biết là anh có còn là anh của ngày xưa nữa không, anh làm vậy là coi chừng quả báo, coi chừng nghiệp quật gì đó ha. Rồi đó, tin nhắn không thấy ổng nói gì thì đến đoạn bắt đầu sưu tầm các bài nọ bài kia về xe vô, rồi copy đăng lên Facebook, Zalo, chửi móc máy xéo qua xéo lại, rồi than thân trách phận bạc bẽo ha. Nhiều bạn còn tức lên nhắn tin hay viết bài đăng kiểu em xin trả lại anh những kỷ niệm, em chấp nhận số phận, em xin buông tay, em đau lắm gì tùm lum hết ha. Em xin phép thả anh đi, mong anh hạnh phúc, búa xù hết. Nhưng rồi nói cho đã, nhưng có dám đưa đơn đâu, có dám ly hôn đâu. Thật ra các bạn muốn là các bạn muốn người kia sửa, nhưng các bạn bất lực trong cái cách giao tiếp, nó là như vậy hết á. Thì mỗi lần gặp các bạn mà làm mấy chuyện đó thì tôi đều hỏi là em làm mấy chuyện vậy có mục đích gì? Thì mấy bạn trả lời kiểu là để cho anh biết hậu quả, để củng cố lý trí, để anh biết sai mà anh sửa, để anh sợ ly hôn mà anh thục lại. Nhưng rồi khi tôi hỏi tiếp là mấy em có thấy hiệu quả không thì gần như là không có cô nào trả lời được hết trơn á. Cô nào cũng bảo không chị, ảnh coi xong ảnh im không trả lời, rồi ảnh cứ đi miệt mài thêm thôi, hay là sau bữa em nói vậy là ảnh đi luôn rồi chị, hay là sao em nói vậy thì ảnh còn tỏ ra bất cần hơn. Tại sao lại như vậy hả chị? Sao với Trang gì đâu, chẳng qua là do các em đã truyền đạt cái mong muốn của mình nó không đúng cách, nên nó vừa không đạt mục đích của em mà nó lại vừa kích thích cái tâm lý chiến đấu hay trốn chạy của mấy ông đó lên mà thôi. Đừng làm cái kiểu bất lực như vậy nữa nha, chỉ làm cho hình ảnh của các bạn nó thêm méo mó xấu xí trong lòng các ổng thêm mà thôi nhé. Rồi cái cách thứ ba đó là sốt ruột lôi nhau ra ngồi xuống nói chuyện. Cái này thì 10 cô thì hết 10 cô dính cháu, kiểu anh muốn gì anh nói đi. Thì đây là cái lỗi sai điển hình của phụ nữ mà tôi đã phân tích rất kỹ tại sao chuyện này lại sai ở trong cái bài hai lỗi sai kinh điển mà nhiều phụ nữ mắc phải khi gặp khủng hoảng hôn nhân. Thì phần phân tích này đã khá dài nên các bạn muốn tìm hiểu thì phải kiếm cái bài podcast đang nghe lại. Nó cũng nằm trong cái danh sách phát ly hôn hay nắm giữ của kênh Lina này nha. Cái vụ lôi nhau ngồi xuống nói chuyện này thì cũng có những bạn làm được, có nghĩa là có nói chuyện được với nhau, chồng cũng hợp tác lắm, vợ cũng hợp tác lắm, cũng chịu ngồi nghe, hai bên cũng ngồi xả ra những cái điều mình mong muốn nói cho bên này bên kia nghe ha. Rồi xong cũng hí hửng là thấy bên kia cũng gật gù tiếp nhận, có vẻ là thành ý lắm. Nhưng mà sau đó thì sao? Êm được ít bữa thì lại có chuyện khác xảy ra. Có thể cũng là cái sai giống như cũ hoặc là biến thể thêm một chút. Thì các bạn có biết là tại sao nó lại như thế không? Nó là vì căn bệnh hôn nhân của mấy bạn á, nó sai từ cái nền tảng, nó sai từ cái cách tư duy hành xử của bản thân mỗi người đã tạo ra cái môi trường như vậy. Thì nay nó nổi cái ô nhọt này, bạn nhìn cái ô nhọt đó các bạn nổi lên thì các bạn nhào vô dập cái nhọt đó xuống. Nhưng mà được ít bữa thôi, nhưng mà cơ địa đã vậy rồi, cái nền tảng nó như vậy thì bữa sau nó lại xì nhọt ra chỗ khác mà thôi ha. Thì để hôm nào rảnh thì tôi sẽ làm một cái podcast giải thích riêng về chuyện là tại sao các bạn cãi nhau lại không chắc là cái chuyện mà các bạn muốn cãi, để làm rõ hơn về cái ý này. Còn các bạn, bây giờ thì các bạn chỉ nên nhớ rằng việc hai người có ngồi xuống nói chuyện kiểu đó, nó sẽ không giải quyết được tận gốc vấn đề của cả hai. Nó là mâu thuẫn chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác cho đến khi bạn gỡ được cái ngọn nguồn gốc rễ của các tác nhân hình thành mâu thuẫn ra mà thôi. Cái việc mà các bạn cứ trông đợi vào cái chuyện ngồi xuống nói chuyện và bạn nghĩ là cái việc ngồi xuống nói chuyện nó giải quyết được vấn đề, mà bữa sau chuyện nó lại lặp lại, thì nó lại làm cho cái lòng tin của các bạn á, nó bị bào mòn thêm nữa mà thôi ha. Lúc đó thì càng khó gỡ nhé. Cách thứ tư đó là dạng kêu gọi sự hợp tác sửa chữa. Từ giờ vợ chồng mình cùng nhau sửa chữa lại nha,
Em quyết định bỏ qua chuyện đó, anh phải hợp tác cùng em sửa chữa lại chuyện này. Lời kêu gọi nghe rất hợp lý đúng không? Nhưng kết quả là thế nào? Đây là một hiện trạng của khá nhiều bạn, mà rất buồn cười là như thế này nè. Lời kêu gọi nó không phải đến từ kẻ làm sai nha, mà là từ kẻ ở thế trên. Vậy mà lại chẳng được cái kẻ làm sai hưởng ứng gì hết, mà đôi khi cái việc rủ rê hợp tác sửa chữa này nó còn gây ra tác tự nhiên thụt lại là còn tránh xa nữa chứ. Thường thì hoàn cảnh nó là như thế này nè. Một ông chồng làm sai chuyện gì đó, chẳng hạn là vụ ngoại tình đi. Cô vợ sau thời gian bầm lên dập xuống tơi tả ổng về vụ đó, thì cả hai bùng lên để bỏ ha. Sau đó cô vợ nghĩ lại, đổi ý, bảo là hai vợ chồng phải cùng nhau sửa chữa lại hôn nhân này thôi. Chắc là mình cũng có lỗi mới để ổng ra như thế. Thế là cô mới nhắn tin bảo là thôi bây giờ hai vợ chồng mình cùng nhau sửa chữa nha. Rất thành ý đúng không? Coi như là cũng nhúng xuống rồi. Nhưng sao kỳ quá, ổng không thèm mừng rỡ đồng ý hay ổng không thể hiện thành ý đón nhận gì hết, cũng không chịu hợp tác chỉnh sửa gì hết luôn, mà lại càng lơ và lại càng tránh ra xa thêm, lại còn bưng cái mặt chầm dầm thêm nữa ha. Thì cô vợ thấy cảnh như vậy thì càng thêm tức tối quy kết là thằng cha này hết thuốc chữa, rồi ông đã sai tôi đã nhúng xuống rồi mà bây giờ còn như vậy, kiểu này thì thôi, cứu gì hàn gắn gì nữa ha. Thì một cái bước làm sai nó không hiểu tâm lý nó dẫn đến cái việc đánh mất lòng tin luôn. Cái này là cái lỗi sai do bạn chứ không phải là do ổng đâu ha. Thì đây cũng là hiện tượng của các anh chồng có vợ đang bỏ nhà đi và đòi ly hôn á. Thì các anh cũng năn nỉ bằng cái cách này nè, là thôi vợ chồng mình cùng nhau sửa chữa lại nha, vợ chồng mình ngồi xuống nói chuyện để cùng nhau sửa chữa. Làm gì mà mấy bà chịu, bà chửi thêm ra ha. Ông sai thì ông đi lo mà sửa chứ tôi có gì đâu mà sai ha. Đó, rồi mấy bà đuổi cho đuổi tà chứ mà hợp tác cái gì ha. Thì lúc đó anh chồng lại quay về hồi sinh tư vấn ở hồi sinh hạnh phúc thì lại rền rĩ là trời vợ em quyết tâm ly hôn lắm chị, em hết cách rồi chị, có hết cách rồi hay không là do các em nghĩ, chứ nó không phải, thực tế nó là như thế, do các em không hiểu tâm lý của người kia, thành thử các em làm sai thì nó ra cái kết quả như vậy ha. Đừng có rủ rê hợp tác gì nữa, muốn sửa chữa cái gì thì phải chủ động làm, chứ đừng có đợi, đừng có mong chủ thụ động ngồi đợi xong lại rủ rê rê cái gì. Người ta họ đang đâu có nghĩ là họ sai đâu mà em rủ ha. Rồi, cách thứ 5 là mệt mỏi quá, nói qua nói lại chán quá thì thôi, giãn ra, cho nhau thời gian suy nghĩ. Đây là cái kiểu hay gặp của các cặp vợ chồng trí thức dạng văn minh đài. Có nghĩa là khủng hoảng nó không phải ở dạng tranh cãi to tiếng, cũng không hẳn là có chuyện trai gái hay chuyện gì bên ngoài, mà đa phần nó là những cái vấn đề nội tại trong mối quan hệ của cả hai mà cả hai không biết cách nào xử lý. Bên này không vừa ý với bên kia điểm nọ điểm kia và bên kia cũng thế. Thế là nghĩ rằng thôi thì tách ra, kiểu ly thân âm thầm tại nhà vậy đó. Rồi cho nhau thời gian suy nghĩ với hy vọng rằng là sau một giai đoạn như thế thì cả hai sẽ hiểu và quay lại với nhau. Thì đây liệu có phải là một giải pháp cho việc xử lý khủng hoảng hôn nhân không? Xin khẳng định với các bạn là không ha. Đây chỉ là hình thức trốn tránh thực tại, không dám đối mặt với thực trạng thôi. Những gì hai bạn đang gặp phải nó như cái đống rác ở trước nhà vậy. Có nhắm mắt tránh đi, không nhìn đến, không nghĩ đến, thì đến khi các bạn mở mắt ra thì cái đống rác đó nó vẫn còn ở đó mà thôi. Những gì hai bạn suy nghĩ, hai bạn hành xử trong thời gian trước đó, nó vốn là nguyên nhân gây ra cái tình trạng lệch lạc, chệch choạc trong hôn nhân. Nó là những cái điều ăn sâu trong nhận thức của bạn và người kia. Đâu có chuyện mà để tự nhiên qua một thời gian mà những điều này nó thay đổi được đâu. Tôi muốn bạn hãy nghe cái bài podcast Tại sao lại cần đến liệu trình hồi sinh hạnh phúc khi gặp khủng hoảng hôn nhân, để bạn hiểu về cái ví dụ mà bà hàng xóm và cái cửa sổ mà tôi có nêu ở đó. Thì mỗi người trong hôn nhân của hai bạn đang ôm lấy cái cửa sổ nhận thức bẩn của mình ha, hay đang ngồi ở cái vị trí ghế ngồi cứng nhắc của mình như thế. Thì nếu không có sự tác động đúng vào, thì liệu là có để vài tuần, vài tháng, vài năm nữa thì mọi chuyện nó có khác lên đi được đi không? Giả sử nha, một người chồng vốn sinh ra và lớn lên ở bên phương Tây ha, họ đã quen với cái cách quản lý tài chính độc lập không ai can thiệp vào ai rồi. Hay một người chồng họ có cái nếp nhà xưa giờ là người cha quản lý tài chính lo chuyện lớn, mẹ lo chuyện chi phí nhỏ trong nhà gì đó đi. Thì nếu mà gặp một cô vợ mà suốt ngày đòi hỏi là phải gom lứa đủ lương đưa về đây hết cho tôi, rồi vợ chồng mâu thuẫn về chuyện đó, thì bạn nghĩ đi, có giãn ra cho nhau thêm thời gian suy nghĩ vài tuần, vài tháng hay vài năm, thì có giúp cho cả hai hiểu rằng là cái việc mà anh khư khư với cách của anh hay là cô khư khư với cách của anh đó, nó đang đúng đang sai chỗ nào không?
hay là cái chuyện đặc tính cố hữu của đàn ông là họ cần không gian riêng để xử lý cái vấn đề stress của mình đi. Thì cái việc mà cô vợ lèo nhèo chê trách là sao chồng không quan tâm, sao chồng cứ rút trong phòng mãi thế, sao chồng cứ ôm cái máy game, vợ hỏi không trả lời gì đó. Thì có nhờ cái việc mà tự động giãn ra trong vài tuần, vài tháng, vài năm như vậy mà tự hai người hiểu để sửa được không? Không hề. Mọi chuyện chỉ có thể khác đi và thay đổi được nếu như cả hai, hay ít ra là một trong hai, được học và hiểu về cái nguồn cơn gốc rễ mà các vấn đề của vợ chồng mình là gì và chủ động sửa nó đi. Mà để làm được điều đó thì cần có một cái hành trình coaching đúng với đặc điểm tình hình của hai vợ chồng, như là liệu trình hồi sinh hạnh phúc vậy. Đừng có ngồi mơ rằng là cho nhau thời gian giãn ra thì mọi chuyện sẽ tốt lên được nha. Hơn nữa là nếu các bạn thực chất không muốn ly hôn nhưng mà lại bạn để cái thời gian ly thân tách ra như thế kéo dài á, thì chính là bạn đang tự mình mở cho người kia bước một cái chân thò ra khỏi cái cửa sổ, cái cửa nhà mình rồi ha. Thì lỡ đâu có một cái lực kéo gì đó từ bên ngoài dính vào thì mọi chuyện nó sẽ càng khó ra thêm thôi. Thì đừng để quán tính xấu của một mối quan hệ nó bị kéo theo cái chiều như vậy nhé. Thấy sai là phải sửa sớm, nếu không thì khủng hoảng hôn nhân sẽ chỉ ngày càng tiến dần lên theo các cấp độ khủng hoảng cao hơn mà thôi. Chi tiết về các cấp độ khủng hoảng hôn nhân như thế nào và đặc điểm của mỗi cấp độ ra sao thì cũng đã có cái bài podcast là nên xử lý khủng hoảng hôn nhân từ lúc nào, cũng nằm trong danh sách phát ly hôn hay nắm giữ đã đăng rồi ha, bạn nên nghe lại. Rồi cách thứ 6 đó là các bạn đi nhờ người khác tác động vô giùm. Nói chung là tâm lý rủ rê bầy đàn nó là một cái đặc tính từ thời hoang dã hoang sơ của loài người rồi ha. Khi có nguy cơ bị đe dọa là phải có đồng đội đồng minh để giúp sức, đó là bản năng rồi. Nên khi gặp chuyện như kiểu là vợ đòi ly hôn, chồng đòi ly hôn gì đó, hay là chồng làm sai cái gì đó, vợ làm sai gì đó mà dạy hoài không được, đó là nhiều người họ lao đến nhờ cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, anh chị em bạn bè nhào vô thuyết phục giùm, can ngăn người kia giùm, dặn dò dạy dỗ giùm vậy đó ha. Thì đây là cách làm khá phổ biến và cái việc đúng sai ranh giới nó rất khó phân định. Chuyện này thì tôi cũng đã phân tích trong khá nhiều podcast trước đó rồi, nhất là trong các bài phân tích về chuyện ngoại tình đó. Thì về cơ bản mà nói thì nếu là làm đúng tâm lý và làm đúng cách thì việc này cũng sẽ có giúp ích được chút chút ha. Tôi trong cái phần podcast hỗ trợ dành riêng cho học viên á, thì để cái việc mà ngăn ngừa cái thuyết phục cái khả năng ngừng ly hôn á, thì tôi cũng có một cái bài chuyên về cái chủ đề đó, có dạy hướng dẫn các bạn học viên làm thế nào cho đúng ha. Chứ còn mà các bạn cứ bối rối nhắm mắt làm chả hiểu gì về tâm lý của bên kia hay của chính mình nữa, cũng như là không hiểu cái tâm lý của chính cái người mà mình đang nhờ để tác động vô giùm đó, thì có khả năng là các bạn đang làm cho cái u nhọt nó bị chọc khuấy, nó tắc hét ra thêm thôi ha. Hay là làm cho cái ao nước nó bị quậy đục ngầu, rối loạn lên thêm chứ không được gì nữa hết ha. Nhiều khi người kia đã có ý xui xui với cái chuyện hàng gắn rồi, thế nhưng chỉ cần vài ba cái lời khuyên ngược khuyên xui của người này người kia nói vô á, mà kích thích cái tính chiến đấu của họ lên thì họ lại quay ra cương quyết ly hôn trở lại. Khổ lắm, không ai thích bản thân mình bị người khác thao túng hết, nhất là nếu trước đó nha. Đặc biệt các bạn chú ý là nếu trước đó họ là những người mà đã vốn nhẫn nhịn chịu đựng nhiều rồi, và giờ thì họ đang vẫy vùng muốn dùng cái vụ ly hôn như là một cái cách để lấy lại sự tự chủ của bản thân á, thì lúc đó những cái tác động giảng đạo, nhắc nhở, khuyên nhủ gì đó mà không đúng cách của những người ngoài á, có khi sẽ làm cho họ cho rằng là bạn đời đang mượn tay người khác thao túng họ, và họ lại càng căm ghét cái hành vi đó, cái thái độ đó của người đời, của bạn đời, và họ sẽ nhìn nhận bạn đời với một cái con mắt xấu thêm ra cho nó không giúp được gì ha. Rồi đi qua một hơi 6 mục ở trên thì các bạn thấy mình đang dính vô bao nhiêu cách rồi. À mà nãy giờ đi thẳng vô podcast không có đoạn chào hỏi nhau ha. Mất công là có bạn nào lần đầu đến lên kênh này lại thắc mắc là không biết tôi là ai, bà này mà bà nào mà bà nói thấy ghê vậy ha. Rồi tại sao mình lại phải nghe những lời này từ bả ha. Thành thử thôi, chào nhau chút xíu nha. Tôi là Lina, chuyên gia tư vấn đến từ liệu trình tâm lý hôn nhân gia đình, hồi sinh hạnh phúc và hôn nhân hòa hợp. Các liệu trình của chúng tôi được đưa về Việt Nam từ các mô hình thực tế đã được triển khai thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Canada và New Zealand, với cái mong muốn là đem đến những giải pháp xây dựng và chỉnh sửa hôn nhân phù hợp cho người Việt. Với hôn nhân hòa hợp thì chúng tôi giúp các cặp đôi có được một nền tảng kiến thức tâm lý hôn nhân vững chắc để có thể song hành hòa hợp, ngăn ngừa và đẩy lùi đi các nguy cơ đổ vỡ. Với hồi sinh hạnh phúc thì chúng tôi cung cấp giải pháp chỉnh sửa cho những ai đang gặp phải những vấn đề trục trặc hôn nhân hay đang phải đối mặt với khả năng ly hôn, vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng và hồi sinh lại hạnh phúc.
Hai chữ ly và na trong tên Lina chính là đại diện cho hai mảng tâm lý ly hôn hay nắm giữ thuộc chuyên môn nghề nghiệp mà chúng tôi phụ trách. Với hàng trăm hàng ngàn lượt tư vấn và đồng hành với nhiều người ở những cái tình trạng hôn nhân khác nhau, chúng tôi là người hiểu rõ nhất điều gì có thể đem lại những nguy cơ đổ vỡ cho các cặp đôi, cũng như là cách thức nào là hiệu quả nhất để các cuộc hôn nhân đang gặp khủng hoảng có thể hồi sinh lại hạnh phúc. Cũng từ việc tư vấn trực tiếp và đồng hành sâu sát như vậy với hàng loạt các tình huống thực tế hôn nhân, từ những người có các đặc điểm tính cách, hoàn cảnh, trạng thái, địa vị khác nhau, thì chúng tôi cũng biết rõ là những trường hợp hôn nhân nào đã vượt quá ngưỡng chỉnh sửa và nên ly hôn, cũng như có thể đánh giá được những trường hợp nào là có khả năng giữ lại và đáng để mỗi bên thay đổi để đem lại cái kết quả tốt hơn về đường dài. Vì vậy, nếu bạn quan tâm đến những vấn đề liên quan đến hạnh phúc gia đình, ý kiến xác đáng nhất, khách quan nhất để học hỏi thêm chuyện hôn nhân, thì bạn đã đến đúng kênh rồi. Nhớ bấm nút đăng ký kênh để nhận những cập nhật từ kênh mỗi khi chúng tôi có podcast mới nhé. Chào hỏi về được rồi ha. Quay trở về với chủ đề của podcast hôm nay nè, liên quan đến những cách phổ biến nhưng lại có khả năng gây hại trong việc giải quyết các khủng hoảng hôn nhân. Thì tôi đi tiếp vào mục thứ 7 ha. Cái mục thứ 7 này nó cũng là cách Hà làm của nhiều bạn, nhiều nhất vẫn là các bạn nữ rồi, nhưng mà cũng có một số kha khá các bạn nam dùng rồi đó. Có khi là các bạn nghe tên của mấy hội nhóm có vẻ uy tín quá nên nghĩ là sẽ giúp được mình ha. Đó là việc các bạn chui vô các hội nhóm, có khi là dùng nút ảo thôi, rồi viết bài kể lẽ chi tiết về chuyện nhà mình xong rồi hỏi mấy câu kiểu là mấy chị ơi, mấy chị gặp chuyện vậy thì mấy chị làm sao, bày em làm gì với ha. Đó, hỏi xong vậy thì được cái gì? Ta nói ôi trời, ngay cả cái nhóm mà có cái tên mỹ miều là cái tiệm sửa chữa hôn nhân đi nữa thì hết 90% các comment bình luận là theo hướng trời ơi, chồng vậy thì bỏ đi chứ giữ làm gì, vậy mà cũng chịu được, vợ vậy thì dẹp ngay trả về nơi sản xuất, hỏi gì nữa mà hỏi ha, trời chịu được hay á. Bình luận nào mà có tâm lắm thì cũng là bạn nên làm A, bạn nên làm B ha. Bạn đang nản lòng mà bạn đang phân vân mà bạn toàn nghe mấy cái lời kêu bỏ bỏ vậy thì bạn nghĩ bạn có dễ nản chí không? Rồi bạn nghĩ là bạn nhận được gì từ những lời khuyên của những người không chuyên như vậy? Điểm này thì tôi cũng đã có phân tích trong cái bài podcast là tại sao tôi đã cố gắng chỉnh sửa hôn nhân mà không thành công ha. Giờ nói sơ sơ lại để cho các bạn hiểu một vài ý cơ bản như thế này nè. Thứ nhất, đó là các bạn muốn cho người khác cho lời khuyên á, trong khi bạn kể câu chuyện nó chỉ có một phần trên cái góc nhìn của bạn thôi, mà một nửa sự thật thì nó không phải là sự thật. Lời khuyên dựa trên một nửa sự thật thế thì làm sao mà khách quan được? Đảm bảo rằng là nếu giả sử bạn đời của bạn mà cũng đi vô cái nhóm đó kể lại cũng y cái câu chuyện đó đi ha, thì cái nhìn của những người mà đọc bài nó sẽ khác đi hoàn toàn theo cái cách mà bạn đời của bạn kể cho mà xem. Thứ hai là những người trong hội nhóm đó là ai? Có phải chuyên môn hiểu chuyện tâm lý gì không, hay đa phần cũng là những người đang có vấn đề như bạn? Họ tự quản lý hôn nhân của họ chưa ra gì mà bạn muốn đi học hỏi từ họ hay sao? Thứ ba là ngay cả trong nhóm đó có những người họ tốt, họ có tâm, họ đang có hôn nhân hạnh phúc và họ cũng muốn giúp bạn đó, họ cũng cho lời khuyên đó, thì có chắc là lời khuyên của họ nó phù hợp với bạn không? Bởi vì bạn có đặc điểm khác và họ, bạn đời của bạn khác bạn đời của họ, tình huống hoàn cảnh, đặc biệt là cái cán cân giá trị của mỗi bên trong hôn nhân của hai bạn nó không giống họ. Họ có thể làm được điều đó, chẳng hạn họ bày bạn là bạn phải về đặt điều kiện với chồng, bạn phải làm A, làm B, làm C, bạn phải nói bên này, bạn phải mép bên kia, bạn phải đi gặp bên này, bên gặp cái kia gì đó không? Là bởi vì họ có đủ khả năng, họ có đủ giá trị đối với bạn đời của họ để họ làm được điều đó. Còn bạn thì sao? Một khi bạn chưa hiểu bạn là ai, bạn như thế nào trong hôn nhân của mình, bạn đời của bạn nghĩ gì, nhìn nhận gì về chuyện này mà bạn đi bắt chước mấy cái lời khuyên linh tinh như thế rồi đem về áp dụng vô hôn nhân của mình thì đó giống như là kiểu sai thầy sai thuốc, nó sẽ làm cho cái cơn bệnh khủng hoảng hôn nhân của bạn nó bị trơ ra, nó bị nặng hơn, nó khó sửa hơn ha. Và đôi khi nó dẫn đến những cái cảnh chết bất đắc kỳ tử, không có mong muốn nữa. Có phải là oan uổng không? Để bắt đầu chỉnh sửa đúng cách nhất hôn nhân của mình thì việc đầu tiên bạn cần làm là tránh để cho đầu mình bị ảnh hưởng bởi các thông tin độc hại từ các kênh không chuyên môn. Chọn đúng thầy đúng thuốc cho tình trạng của mình, đừng đi hỏi thăm các thầy lang băm lang vườn theo kiểu như vậy nữa nha. Cách thứ 8 đó là ra kiểu tối hậu thư đặt điều kiện. Nếu anh nếu cô mà vẫn như thế thì tôi sẽ ly hôn, hay là nếu anh nếu cô mà không chấm dứt hay không cái gì đó không sửa vậy đó thì chúng ta sẽ chia tay ha.
chuyện về sử dụng tối hậu thư gây tác hại ra sao, làm cách nào mới đúng thì tôi đã có nguyên một cái podcast riêng phân tích về chuyện này rồi. Podcast cũng nằm trong danh sách phát ly hôn hay nắm giữ ha. Các bạn nghe đi để biết mà tránh cái lỗi sai này. Bởi nhiều khi đặt tối hậu thư với cái điều kiện rất nặng nề, trong khi đó bản thân mình thì chưa chấp nhận, chưa thật sự muốn cái kết quả như vậy nó xảy ra. Nhưng bạn lại áp cái điều kiện đó lên cho bên kia, mà bên kia nó bị kích thích tâm lý lên, thế là họ bùng lên, họ chịu cái điều kiện đó luôn. Thì lúc đó bạn là người đưa ra điều kiện mà, có khi bạn lại phải gọi là đâm lao, phải theo lao, nó rất là oái âm ha. Cách thứ 9 đó là giận lên, nói hoài mà họ không sửa thì tức quá, đùng đùng bỏ đi cho biết mặt ha. Đây là dạng kiểu chọn ly thân tách ra để mong là người kia hiểu và đi năn nỉ rồi sửa lại vấn đề với mình. Thì liên quan đến chuyện ly thân, coi ly thân là giải pháp sửa chữa hôn nhân thì chuyện này nó không đơn giản và nó cần một cái phân tích chi tiết riêng. Thì cái chuỗi bài về ly thân tại danh sách phát ly hôn hay nắm giữ ở kênh Lina này sẽ giúp bạn hiểu rõ này nhé. Hãy nghe đi rồi bạn sẽ hiểu là cái hại của cái tình trạng đùng đùng bỏ đi và mong đợi người kia đến năn nỉ kêu mình về kiểu này á, nó sẽ ra sao ha. Mà ngay cả khi bạn đạt được mục đích là họ đến năn nỉ rồi họ đưa bạn về thiệt rồi đó ha, nhưng vấn đề chính của những điều đã xảy ra trong hôn nhân đó có được sửa ngọn nguồn gốc rễ hay chưa, hay là chỉ là kiểu xin lỗi xin phải ít bữa cho què lại, sau đó thì lại chuyện lại xảy ra, nó lại tiếp diễn ra một dạng mâu thuẫn khác. Thế thì tôi hỏi bạn là trong một năm á, bạn bỏ đi mấy lần? Trong một cuộc hôn nhân bạn sẽ bỏ đi bao nhiêu lần? Bỏ đi đến lần 2 thôi chứ lần 3 là ổng vứt bạn luôn ha. Hay lần 3 là người ta cũng nản lắm rồi, đó còn sửa chữa gì được nữa. Đừng có cái kiểu như vậy ha. Rồi cách thứ 10. Cách này rất vô lý và chỉ cần nghĩ lại kỹ thôi là đã biết rằng đây là một cách làm sai. Thế nhưng là nhiều người, nhất là những người vốn tự cao tự đại ha, được bạn đời nuông chiều, ỷ y vào cái giá trị bản thân, mà giờ lại thấy bạn đời không còn chiều mình như trước nữa, hay không còn tôn trọng mình nhiều như trước nữa, hay là không yêu chiều mình đủ như là mình mong muốn, thì lại rất dễ dính vào. Đó là những người này sẽ làm những cái trò nọ trò kia một cách mập mờ, như rằng là mình đang có ai khác, tán tỉnh ai khác, trò chuyện thân mật, tiếp cận gần gũi với người khác gì đó ha. Có khi là làm thật, nhưng có khi cũng chỉ là dàn giận để cố tình giả vờ cho bạn đời biết, để mà nổi cơn ghen tức, hay là bạn đời nhận biết được cái việc sắp mất mát rồi thì bạn đời hiểu để mà lo mà sửa lại đi, giữ tôi lại đi chứ không tôi đi luôn bây giờ ha. Đó, có khi mục đích ban đầu của họ là chỉ dùng chuyện đó để mong chỉnh sửa hôn nhân thôi. Nhưng cách này nó lại là một con dao hai lưỡi cực kỳ nguy hiểm, mà đa phần là sẽ gây ra vết thương cho chính cái người cầm dao đó ha. Thì các bạn đừng có dại dột dính vào, nó liên quan đến danh dự, đến giá trị của bạn. Và có những cái chuyện gọi là tình ngay lý gian, khó mà thanh minh được ngay cả khi hai bạn đã huề lại được với nhau ha. Thì nhất là phụ nữ nữa, đừng dại dính vô ba cái trò này. Nếu bạn muốn làm cái kỹ thuật kích thích tâm lý này thì phải hiểu đúng và làm đúng dưới sự chỉ dẫn của chuyên gia nha, đừng làm bậy ha. Thì bài podcast này thật ra là bài tổng kết lại các mục mà mọi người hay làm sai để cho mọi người dễ tham khảo, và nếu chưa dính thì đừng có dính vô ha. Chứ phần phân tích chi tiết về các yếu tố tâm lý liên quan, lý do tại sao những cách làm này như thế lại coi bị sai á, thì trong các bài podcast rải rác trên kênh thì tôi cũng đã có nói nhiều lần rồi. Thành thử tôi cũng không muốn nói lại quá chi tiết từng mục nữa để làm gì ha. Chỉ mong rằng là việc tôi tập hợp lại một lần nữa như thế này là để những bạn nào chưa bị vướng vô thì làm ơn đừng có vướng vô ha. Hay đã sai một hai mục thì lo mà sửa sớm lại luôn cho đúng đi, chứ đừng có để lây lan làm hết mục này không thấy hiệu quả thì lại lây hoay chuyển sang cách khác cũng sai tiếp ha. Thì hôn nhân nó không phải là cuộc thí nghiệm để các bạn thử đi thử lại nhiều lần. Trong trường hợp bạn là người đang tự nhận ra những bất ổn trong hôn nhân của mình mà bạn cứ thử lên thử xuống không hiệu quả như vậy, rồi bạn lại tự cho rằng là mình mất ý chí rồi, mình nản rồi, mình còn ý chí gì muốn sự chỉnh sửa nữa đâu ha. Còn trong trường hợp bạn đời của bạn đang là người chán bạn và đang manh nha cái ý muốn rời đi, thì họ cũng không đủ kiên nhẫn để nhìn bạn lay hoay làm cái trò chỉnh sửa như con rối trước mặt họ như vậy đâu. Một khi hai bạn vẫn đang còn nhìn nhau với cái cửa sổ đầy vết bẩn của nhận thức không khách quan, hay khi hai bạn đang ngồi dính vào cái góc nhìn lệch lạc không sáng rõ của mình mà không nhận thấy điều gì đúng đang diễn ra ngoài kia, thì mọi chuyện nó vẫn sẽ không thể nào thay đổi được gì đâu. Việc tôi cố gắng liệt kê các điều mà mọi người đang làm sai là để giúp bạn đừng có bắt chước giống họ mà làm sai tiếp. Tôi vẫn thường nói là không vấp vào cái sai là đã có được 50% thành công rồi. 50% còn lại là việc bạn có quyết tâm muốn học cách làm đúng để sửa chữa cho chính xác cái tình trạng khủng hoảng của mình hay không. Phải quyết tâm, gõ cửa thì cửa mới mở được.
Để bạn có thể hiểu rõ hơn về cái cách đúng mà mình cần phải làm trong việc sửa chữa hôn nhân của mình thì bạn nên nghe bài podcast Tại sao khi khủng hoảng hôn nhân thì cần đến một liệu trình như là hồi sinh hạnh phúc ha. Bài podcast này có ngay trên màn hình ở cuối podcast này. Bạn hãy nghe nhé. Lưu ý rằng tôi vẫn dành quyền lợi 30 phút tư vấn miễn phí dành cho các độc giả nào cần trao đổi với tôi về tình trạng hôn nhân của mình. Tôi sẽ giúp các bạn đánh giá xem là để về cái khả năng cứu chữa đến đâu, hướng xử lý là gì. Thì mẫu đăng ký tư vấn miễn phí có ngay tại trang chủ của website hồisinhhạnhphuc.com. Thì đường link của website tôi có để phần mô tả của podcast này, các bạn có thể tham khảo ở đó. Thì tôi cũng thường tư vấn cho những bạn nào gửi tâm sự trong nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc. Thì đường link của nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc cũng có để ngay trong phần mô tả của podcast luôn ha. Bạn có thể tham gia vào nhóm để tiện liên lạc với tôi cũng được. Thì podcast này đến đây đã dài rồi, xin phép được ngừng tại đây. Thì tôi là Lina, chào bạn và hẹn gặp lại ở các podcast tiếp theo.